Sự thật ly kỳ về đội quân ma giúp Việt Nam đánh đuổi quân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ nước ta khiến triệu người sửng sốt. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, trong thế kỷ 20, Việt Nam chúng ta đã đánh bại các đội quân mạnh nhất thế giới là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cho thấy sức mạnh khủng khiếp của quân đội nhân dân ta. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngoài những đội quân tinh nhuệ của quân đội, trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, khi lính Trung Quốc đổ bộ vào nước ta, dùng vũ lực để chiếm đóng trái phép đảo, đã xuất hiện một đội quân ma giúp chúng ta đối phó với lũ cướp phương Bắc. Tại đây, một trận chiến không khoan nhượng đã xảy ra giữa người và ma. Vậy đội quân ma này đã đối phó thế nào với lũ cướp phương Bắc ấy? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, nói về quần đảo Hoàng Sa, sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương, Việt Nam Cộng Hòa đã thu hồi chủ quyền toàn bộ quần đảo này từ chính phủ bảo hộ Pháp, nhưng một phần quần đảo đã bị Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa cho quân gia chiếm giữ khi người Pháp rút đi. Việt Nam Cộng Hòa chỉ chiếm giữ và thực hiện chủ quyền được một phần quần đảo cho đến khi cuộc hải chiến năm 1974 xảy ra. Quần đảo Hoàng Sa gồm hai nhóm đảo mà Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ và thực hiện được chủ quyền là nhóm Nguyệt Thiềm hay Trăng Khuyết và nhóm Bắc Đảo hay An Vĩnh. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đã có đài khí tượng do Pháp xây trên thuộc ti khí tượng Đà Nẵng và được bảo vệ bởi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Năm 1956, Hải quân Trung Quốc chiếm đóng đảo Phú Lâm thuộc nhóm Bắc Đảo. Năm 1958, Trung Quốc cho tuyên bố bản tuyên ngôn lãnh hải 4 điểm, trong đó có tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc bao gồm các đảo Đài Loan, Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Việt Nam, và Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam, và đảo Trung Sa và quần đảo Bành Hồ. Ngày 22 tháng 9 năm 1958, Báo Nhân dân đăng công hàm của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc ghi nhận và tán thành bản tuyên bố vào ngày 4 tháng 4 năm 1958 của Chính phủ Trung Quốc quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, nhưng thực chất chỉ là tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chứ không hề có dòng nào khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở hai quần đảo này. Năm 1961, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ban hành sắc lệnh khẳng định chủ quyền Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam của Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian từ năm 1964 tới năm 1970, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chạm súng liên tục trên hải phận Hoàng Sa, nhưng không đưa đến thương vong. Trong thời điểm đó, Việt Nam Cộng Hòa cũng thiết lập một sân bay nhỏ tại đảo Hoàng Sa. Năm 1971, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục chạm súng trên hải phận Hoàng Sa. Những năm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam vì nhu cầu chiến trường, tiểu đoàn thủy quân lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa được đưa vào đất liền, chỉ còn một trung đội địa phương quân chấn giữ nhóm Nguyệt Thiềm. Năm 1973, với Hiệp định Paris, Hoa Kỳ và đệ nhất hạm đội rút quân và thiết bị của Hoa Kỳ ra khỏi quần đảo Hoàng Sa. Như vậy, Hoa Kỳ đã xem việc bảo vệ quần đảo này là việc riêng của Việt Nam Cộng Hòa. Để phá hủy và gom góp các chứng cứ ngụy tạo nhổ cờ Trung Quốc và dựng lại cờ xác nhận chủ quyền của Việt Nam, tổ chức phòng thủ trên một số đảo bị Trung Quốc chiếm. Ngày 17 tháng 1 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tung một nhóm biệt kích hải quân, biệt hải, đổ bộ lên đảo Vĩnh Lạc. Tại đây, nhóm biệt hải gồm 15 người đã chạm trán với hải quân Trung Quốc và giao tranh nổ ra. Câu chuyện về đội quân ma trên Hoàng Sa cũng bắt đầu từ đây. Thực chất, đội quân ma chính là nhóm gồm 15 lính biệt hải của Việt Nam Cộng Hòa nói trên. Cụ thể, 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 1974, đoàn lính biệt hải gồm 15 người nhận lệnh đổ bộ lên đảo Vĩnh Lạc từ chiếm hạm HQ-16. Đảo Vĩnh Lạc chỉ là đảo nhỏ trong quần đảo Hoàng Sa. Đảo có chiều dài khoảng 1 km, chiều ngang 0,5 km. Trên đảo có rừng cây cao. Những lính biệt hải này mang theo vũ khí, đạn dược, máy truyền tin, thực phẩm, nước uống, dùng xuồng cao su để đổ bộ lên đảo từ hướng Đông Bắc. Họ được chỉ thị nếu gặp địch quân hoặc ngư dân Trung Quốc, cố gắng hỏa hoãn đến mức tối đa, chỉ nổ súng khi thật sự cần thiết để tự vệ, trong khi nhiệm vụ chính là phải triệt hạ các chứng cứ ngụy tạo của Trung Quốc nếu tìm thấy. Sau khi đặt chân lên đảo Vĩnh Lạc,
các lính Việt Hải lập tức nhổ các lá cờ Trung Quốc rải rác khắp đảo và dựng lại cờ Việt Nam Cộng Hòa ngay tại vị trí các cờ Trung Quốc bị nhổ bỏ. Sau đó, toán đổ bộ tiến hành thám sát toàn đảo. Phát hiện trên đảo không có người, giữa đảo trong rừng cây có một miếu thờ nhỏ rất xưa cũ có khắc chữ Việt, tên họ cùng ngày tháng năm. Về phía nam đảo, toán lính Việt Hải phát hiện trong rừng cây bốn nấm mộ hay có gắn bia đá hay bia gỗ khắc chữ tàu, tất cả trông có vẻ xưa cũ nhưng vết tích thì mới. Ngay lập tức, họ đã dùng xẻng đào các nấm mộ nhưng không tìm thấy xương cốt gì cả. Tất cả sự việc này được báo về chỉ huy chiến hạm HQ-16. Sau đó, toán lính được lệnh triệt hạ các chứng cứ ngụy tạo, đem những tang vật này gồm hai bia đá hay bia gỗ và các lá cờ Trung Quốc giao cho xuồng máy đem về để làm bằng chứng sau này. Tiếp theo, họ nhận thêm lương thực và nước ngọt, đồng thời tổ chức phòng thủ trên cao, đào các hố cá nhân trong rừng cây, gài lựu đạn giữa các hốc đá và dùng song biển úp lên, đặt nhiều mìn định hướng Claymore và dùng cát phủ lên ở bãi biển mà họ nghĩ rằng địch quân sẽ đổ bộ. Tất cả những vị trí này đều được đánh dấu cẩn thận trên hải đồ. Chiều ngày 17 tháng 1 năm 1974, hai chiến hạm của Trung Quốc mang số hiệu 271 và 274 xuất hiện trong vùng. Đây là loại tàu chiến hộ tống hạm của Liên Xô chế tạo. Hai con tàu này dài khoảng 100 mét, hơi ngắn hơn so với HQ-16 nhưng vận tốc nhanh hơn. Hai chiến hạm của ta là HQ-16 và HQ-4 dùng quang hiệu yêu cầu họ lập tức rời khỏi vùng lãnh hải Việt Nam Cộng Hòa, thì nhận lại quang hiệu mang ý nghĩa tương tự. Sau đó, hai chiến hạm Trung Quốc bỏ đi về hướng đông bắc quần đảo. Rạng sáng ngày 18 tháng 1 năm 1974, chiến hạm HQ-5 đã có mặt tại Hoàng Sa và hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 cũng đã bắt đầu khởi hành, theo dự định sẽ tới nơi vào chiều tối ngày hôm ấy. Trên chiến hạm HQ-5 có Đại tá Hải quân Hà Văn Ngạc là người chỉ huy trận hải chiến. Khi vừa đến nơi, Đại tá Ngạc truyền lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải cho tất cả các đơn vị hiện diện ở Hoàng Sa. Đó là phải tỏ thiện chí hỏa hoãn tối đa các toán đổ bộ, không được tùy tiện nổ súng khi chưa có lệnh. Khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 1 năm 1974, bốn chiến hạm Trung Quốc lại xuất hiện gồm hai chiếc hôm trước và hai chiếc khác mang số hiệu 389 và 396. Cả bốn chiến hạm Trung Quốc đều di chuyển cản đường và khiêu khích. Thông qua máy truyền tin, đội quân Ma đã ghi nhận được HQ-16 và hộ tống hạm 271 đã va chạm hai hông tàu với nhau. HQ-14 đã đụng mũi và hông sau của tàu pháo hạm 389 và làm gãy mất trụ dây an toàn của tàu này. HQ-5 di chuyển phía nam đảo Quang Hòa để quan sát và thăm dò phản ứng của địch, thì bị hộ tống hạm 274 vận chuyển ép ngang phía trước mũi. HQ-5 phải ngưng máy và quay trở lại thả trôi về phía nam đảo Vĩnh Lạc, nơi mà 15 lính Việt Hải đang trấn thủ. Tất cả 4 chiến hạm Trung Quốc sau đó cũng di chuyển về hướng đảo Quang Hòa và thả trôi ở đó. Khoảng xế chiều ngày 18 tháng 1 năm 1974, hai tàu nhỏ ngụy trang thành tàu đánh cá mang số 402 và 407 xuất hiện tăng viện cho phía Trung Quốc. Hai tàu này có lẽ là hai tàu chiến nhỏ ngụy trang thành tàu đánh cá mà đội quân Ma đã phát hiện bỏ neo sát bờ đảo Duy Mộng cách 2 ngày trước đây, 16 tháng 1 năm 1974. Khoảng chiều tối ngày 18 tháng 1 năm 1974, hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 đã ra đến nơi. Lúc này trên đảo Vĩnh Lạc có lính Việt Hải nhận được thông tin là 4 chiến hạm sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm HQ-5 và HQ-4 sẽ hoạt động chung nhau về phía nam quần đảo. Nhóm 2 gồm HQ-16 và HQ-10 đang vận chuyển ở phía tây quần đảo Hoàng Sa, bên ngoài khu lòng chảo. 8 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, qua máy vô tuyến, 15 lính Việt Hải được biết HQ-5 đang yểm trợ HQ-4 đổ bộ nhóm người nhái gồm 25 người lên đảo Quang Hòa từ phía nam bên ngoài khu lòng chảo. Nơi đây, HQ-4 đã không vào sát bờ được vì có nhiều đá ngầm. Nhóm người nhái cũng đã dùng xuồng cao su để bơi vào đến bãi đá ngầm. Sau đó, họ phải lội bộ lên đảo, mực nước biển ngang đầu gối. Thiếu úy trưởng toán người nhái báo cáo, họ bị lính Trung Quốc tấn công bằng súng phóng lựu từ trong rừng cây, cũng như trong các chòi canh vọng gác trên đảo. Sau vài phút,
toán người nhái báo cáo là viên thiếu úy trưởng toán người nhái và một binh sĩ tử thương. Toán đổ bộ đã phản kích bằng phóng lựu M-79 và đại liên M-60 nhưng không hiệu quả vì quá xa tầm. Tóm lại, tình hình hoàn toàn bất lợi. Toán người nhái đang lội bỉ bõm dưới nước, chưa đặt chân được lên bờ. Họ trở thành mục tiêu tác xạ của lính Trung Quốc. Sau cùng, toán người nhái được lệnh rút lui về HQ4. Tất cả sự việc trên chỉ xảy ra trong vòng 2 giờ đồng hồ. Khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, ở trên đảo Vĩnh Lạc, chúng tôi thấy HQ16 và HQ10 đang tiến vào khu lòng trào. Trong khu này đã hiện diện 3 tàu Trung Quốc mang số 274, 396 và 402, nơi toán biệt hải trú đóng, rất thuận tiện để theo dõi cả hai mặt trận sắp xảy ra. Mặt trận phía Bắc trong khu lòng trào của HQ16 và HQ10, nơi này rất gần nên họ có thể dùng ống nhòm để quan sát rõ ràng. Còn ở mặt trận phía Nam ngoài khu lòng trào, xa về hướng Nam của đảo Quang Hòa, HQ5 và HQ4 cũng đang ở trong tình trạng căng thẳng. Dùng ống nhòm, ta chỉ có thể phân biệt giữa tàu chiến ta và tàu Trung Quốc khác biệt về màu sắc. Sự hiềm khích và tình trạng căng thẳng giữa các chiến hạm Việt Nam và Trung Quốc trong các ngày qua, nhưng không bên nào khai hỏa. Để tạo thế thượng phong bất ngờ, Đại tá Hà Văn Ngạc, người chỉ huy trận đánh, ra lệnh đồng loạt khai hỏa lúc 10 giờ 25 phút. Các chiến hạm Việt Nam đã đồng loạt khai hỏa, mặt trận phía Bắc trong vùng lòng trào. Ngay phút đầu tiên, tàu 274 và 396 đã bị trúng đạn và bốc cháy. Sau một lúc quần thảo, ở trên đảo dùng ống nhòm quan sát, lính Việt Hải thấy HQ10 đã trúng hỏa tiễn của địch ở đài chỉ huy. Sau 30 phút giao tranh, sự thiệt hại đôi bên mặt trận phía Bắc trong vùng lòng trào được ghi nhận như sau. Phía Trung Quốc, hộ tống hạm 274 sau một lúc nổ đã chìm nghỉm. Pháo hạm 396 đang bị cháy, đã ủi vào bãi san hô giữa đảo Vĩnh Lạc, nơi chúng tôi chấn giữ và đảo Quang Hòa. Tàu 396 này có lẽ cũng trúng ở hầm đạn ở phía sau lái. Thỉnh thoảng dùng ống nhòm quan sát, chúng tôi thấy lóe sáng phía sau lái và có khói bốc cao. Còn tàu 402 chắc bị trúng đạn ở banh lái nên chuyển vận rất khó khăn, chạy một hình chữ chi về hướng bắc đảo Duy Mộng. Phía Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, HQ10 trúng hỏa tiễn ở đài chỉ huy và nhiều loại đạn khác, chiến hạm bị cháy ở đài chỉ huy, hạm trưởng và nhiều nhân viên trên chiến hạm đã tử vong. Hạm phó bị thương nặng và đã xuống được bè đào thoát cùng với 23 nhân viên chiến hạm. HQ16 bị trúng nhiều loạt đạn, hư hại nặng, tàu bị nghiêng về phía bên phải và vận chuyển một cách khó khăn, chậm chạp ra khỏi vùng lòng đảo. Mặt trận phía Nam cũng đã chấm dứt, thiệt hại đôi bên chúng tôi không rõ. Nhìn qua ống nhòm, chỉ thấy khói súng dày đặc. Chúng tôi liên lạc với toán đổ bộ HQ4 trên đảo Cam Tuyền, thì được biết HQ4 và HQ5 đã rời vùng giao tranh, tất cả đều bị thiệt hại và từ đó về sau, họ đã mất liên lạc với HQ4, phía Trung Quốc thì không được biết. Bất chợt, người bạn trong nhóm chúng tôi, anh Trần Phừng, là phụ trách thông tin vô tuyến, nhận được chỉ thị từ hạm trưởng HQ16. Ông cho hay tình hình rất tệ hại, tàu chỉ còn một bánh, bên hông phải bị trúng đạn, tàu không thể dừng lại rước chúng tôi được. Do đó, ông trao toàn quyền quyết định cho tôi, tức là Trung úy Liêm. Chuyến trở về từ cõi chết. Khoảng 16 giờ, chiều ngày 19 tháng 1 năm 1974, có 6 phản lực cơ Trung Quốc xuất hiện. Chúng bay rất thấp, lượn chung quanh các đảo ở Hoàng Sa rất nhiều lần, có lẽ là để quan sát tình hình chung trong vùng, sau đó biến mất về hướng Bắc. Đêm ngày 19 tháng 1 năm 1974, tôi đã hội ý và bàn bạc với cả nhóm. Lúc này cận Tết gió mùa Đông Bắc, nếu dùng xuồng cao su hiện có và tấm mền làm buồm, chặt cây trên đảo làm cột buồm, cơ hội về đến đất liền rất lớn. Cả nhóm đồng lòng đào thoát về đất liền bằng cách này. Kiểm điểm lại lương thực, 15 lính Việt Hải còn đủ dùng trong 4 ngày, một can nước ngọt khoảng 18 lít. Đêm hôm ấy bình thản trôi qua sau một cơn biến động dữ dội. Sáng ngày hôm sau, ngày 20 tháng 1 năm 1974, 7 chiến hạm Trung Quốc xuất hiện trong vùng. Khoảng 9 giờ ngày 20 tháng 1 năm 1974, các chiến hạm Trung Quốc đã đồng loạt bắn vào các bãi biển ở các đảo do ta chấn đóng để dọn bãi chuẩn bị cho lính của họ đổ bộ trên đảo Vĩnh Lạc.
đội quân Ma ẩn núp ở các hố cá nhân đã đào trước đây, dưới các gốc cây lớn trong rừng phía nam đảo. Lúc này, chúng tôi liên lạc đều đặn với các đơn vị trú đóng. Chúng tôi được biết như sau. Đảo Hoàng Sa, nơi đặt đài khí tượng do nhóm dân quân địa phương chấn đóng, tàu Trung Quốc đã ngưng bắn dọn bãi và đang cho lính đổ bộ. Đảo Cam Tuyền, nơi nhóm nhân viên cơ hữu HQ4 chấn đóng, tàu Trung Quốc vẫn còn đang bắn vào bãi biển. Ở đảo Vĩnh Lạc, nơi 15 lính Việt Hải chấn đóng, tàu Trung Quốc đang ngưng bắn dọn bãi. Họ đang cho lính đổ bộ từ mặt đông bắc của đảo. Chính mấy ngày trước đây, chúng tôi đã đổ bộ lên đảo ở chỗ này vì nơi đây bờ biển sâu, rất thuận tiện cho việc đổ bộ. Cũng chính nơi đây, đội quân Ma đã gài nhiều mìn và lựu đạn để tổ chức phòng thủ. Ngay lúc đó, toán lính Việt Hải quyết định rời đảo từ hướng nam. Nơi đây, bờ biển đầy san hô và đá ngầm. Chúng tôi 15 người mang xuồng cao su và các vật dụng kể cả vũ khí cá nhân và máy truyền tin ra xa đến 2-3 km mà mực nước chỉ ngang đến bụng. Rồi họ lên xuồng, cố gắng bơi thật nhanh, rời xa đảo càng sớm càng tốt. Khi thấy đảo chỉ còn một vệt nhỏ, lúc ấy họ mới dựng cột buồm hướng về phía đông nam. Cả 15 người lênh đênh trên biển 2 ngày, lương thực và nước ngọt cạn dần. Tôi đã nhìn thấy điều này nên quyết định giới hạn khẩu phần lương thực và nước ngọt. Đến chiều ngày 22 tháng 1 năm 1974, khi mặt trời chưa lặn, cả nhóm bất chợt nhìn thấy ở phía sau lưng, phía xa ở đường chân trời, hỏa châu được bắn lên. Ngay lập tức, toán lính Việt Hải đáp ứng lại bằng hỏa châu. Cả hai bên đều làm tin cho nhau bằng hỏa châu vài lần, rồi sau đó im bặt. Đội quân Ma không biết nguồn hỏa châu này từ đâu, chỉ suy đoán là của phi cơ trinh sát hoặc của tàu dò tìm các nhân viên chiến hạm bị trôi trên biển sau trận hải chiến. 15 người tiếp tục trôi trên biển, đến ngày thứ 6 thì lương thực và nước ngọt hoàn toàn hết sạch. Từ đó trở đi, nếu trời mưa, họ dùng buồm hứng nước. Trời nắng thì chúng tôi dùng ca sắt múc ít nước biển, sau đó lấy bao ni lông bít lên. Một thời gian sau, nước bay hơi đọng ở phía dưới bao ni lông. Cẩn thận mở bao ni lông dùng lưỡi mà liếm. Đó là cách họ giải khát từ ngày thứ 6 trở đi. Sang tới ngày thứ 10, tất cả hầu như bị ngất đi vì quá kiệt sức. Mắt chẳng còn thấy gì nữa, ngay cả tiếng sóng biển cũng chẳng nghe. Thân xác đã chịu đựng quá giới hạn con người. Nắng, gió, sương, lạnh và những cơn sóng lớn cùng với việc thiếu thực phẩm đã khiến những người lính Việt Hải tuyệt vọng chờ chết. Trưa hôm ấy, anh Nguyễn Văn Xuyên là quản kho đã hấp hối trong tình trạng mê sảng. Anh lẩm bẩm trong miệng những câu nghe không được rõ. Khoảng 2 giờ sau, anh Nguyễn Văn Cảnh là y tá, là người khỏe nhất trong nhóm, đã lay mọi người dậy cho hay là anh Nguyễn Văn Xuyên đã mất. May mắn thay, chiều ngày hôm ấy khoảng 15 giờ, có một tàu đánh cá chạy về hướng nhóm Việt Hải. Trên tàu đánh cá có 4 ngư phủ. Rất nhanh chóng, từng người một được họ ẵm lên tàu và thay phiên nhau đút từng muỗng cháo cho 14 người lính Việt Hải ăn. Xuồng cao su được các ngư phủ cột vào sau lái tàu và sau đó kéo về quân cảng Quy Nhơn. Tàu đánh cá cập bến quân cảng Quy Nhơn lúc trưa và họ được chở vào quân y viện Quy Nhơn để được cấp cứu. Đây là ngày không bao giờ quên của nhóm lính Việt Hải, ngày 30 tháng 1 năm 1974, ngày mà đội quân Ma được cứu sống sau 10 ngày lênh đênh trên biển. Đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Có nhiều biện pháp để giải quyết các vấn đề tranh chấp nói chung và tranh chấp trên Biển Đông nói riêng. Việc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình đã được nêu trong Điều 33 Hiến chương Liên Hợp Quốc, có thể bằng biện pháp ngoại giao hoặc tài phán, bao gồm đàm phán trực tiếp, áp dụng những biện pháp hỗ trợ như môi giới và trung gian, nhờ cậy đến các ủy ban điều tra và hòa giải, các biện pháp xét xử, giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền biển đảo tại các tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, Điều 287 quy định 4 cơ quan giải quyết tranh chấp bao gồm Tòa Quốc tế về Luật Biển được thành lập theo phụ lục 6, Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa trọng tài đặc biệt được thành lập theo phụ lục 8 để giải quyết một hay nhiều tranh chấp đã được quy định rõ trong đó, Tòa trọng tài quốc tế được thành lập theo phụ lục 7. Quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, chúng tôi xin lĩnh hội và đề xuất một vài giải pháp giải quyết tranh chấp hiện nay ở Biển Đông như sau. 1. Quán triệt
thực hiện nghiêm chỉnh và tuyên truyền cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của bộ, ngành, địa phương về những vấn đề có liên quan tới Biển Đông nói chung và biển đảo Việt Nam, trong đó có Nghị quyết 36/NQ-TVK về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, định hướng tới năm 2045, tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa nước ta với một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực Biển Đông, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà nước ta tham gia liên quan tới biển đảo. Qua đó góp phần nâng cao tình yêu biển, đảo, ý thức, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 2. Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế, kiên định với lập trường giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý quốc tế rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, thực thi pháp luật và triển khai các hoạt động trên biển, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động xâm phạm vùng biển, vi phạm pháp luật trên biển, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, bình tĩnh, khôn khéo, dĩ bất biến, ứng vạn biến. 3. Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, đấu tranh chống việc biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp, không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo, hết sức bình tĩnh, kiềm chế, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra xung đột đụng độ vũ trang trên biển, đồng thời cùng các nước liên quan trong khu vực tiếp tục giải quyết việc phân định biên giới trên biển và các vấn đề về các vùng biển, thềm lục địa, cũng như giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên biển bằng con đường thương lượng hòa bình, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau và các bên cùng có lợi. 4. Đẩy mạnh và mở rộng hợp tác song phương và đa phương trong nghiên cứu khoa học biển, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, bảo vệ môi trường biển, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống tội phạm trên biển nhằm góp phần xây dựng lòng tin, đấu tranh vì hòa bình, phát triển chung của khu vực và thế giới, cùng các bên liên quan kiến tạo, giữ vững môi trường an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông, phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, tăng cường mở rộng hợp tác, nhất là ASEAN, các nước trong khu vực và quốc tế, trong đó có các nước lớn, để tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tận dụng sự hỗ trợ có thể được, nỗ lực cùng đề ra Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, viết tắt là COC, nhằm giải quyết thỏa đáng những vấn đề phức tạp nảy sinh ở khu vực Biển Đông thông qua thương lượng. 5. Ủng hộ việc hợp tác giữa các nước liên quan để cùng nhau đàm phán, giải quyết bất đồng và những vấn đề biên giới, lãnh thổ do lịch sử để lại liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước theo luật pháp và thực tiễn quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định trật tự pháp lý trên biển, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy phát triển bền vững biển và đại dương, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ, cũng như hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.